xin chào bà, chào các em nhé. Hôm nay cũng rất vinh dự cho kênh của chị Thơ cũng được về Thanh Hóa để quay các ông các bà cũng như là các em đi hát tiếng Mường hôm nay. Thì cũng nhân dịp này thì cũng cho chị Thơ được trao đổi cũng như là chia sẻ các tình cảm giữa cái các ông các bà cũng như là Lệ Thơ trong buổi ngày hôm nay. Thì bà ơi, bà có thể chia sẻ cho kênh Lệ Thơ cũng biết cũng như là khán giả của kênh Lệ Thơ thì theo như Lệ Thơ thấy là hôm nay về đây Thanh Hóa thì nhìn cái trang phục của các bà cũng như là các em đây thì nó thấy hơi khác lạ so với là trang phục Mường của Hòa Bình bọn cháu. Thế là bà có thể nói về cái trang phục Mường Thanh Hóa thì nó có cái khác và cái giống của Hòa Bình, thì hai cái sự khác nhau, giống nhau và khác nhau đấy, bà có thể là nói lên cái vẻ đẹp cũng như là các cái trang phục của người Mường Thanh Hóa cho cháu được biết được không ạ? Bà cảm ơn cháu Lệ Thơ nhé, như các cháu quay phim nhé. Thì hôm nay thì bà rất vinh dự Lệ Thơ và các cháu đến về quê hương của các bà đi chơi. Là bây giờ bà nói về cái phong tục của Mường của Thanh Hóa của các bà thì nói chung là Mường Hòa Bình với Thanh Hóa nó cũng nói là Mường thì nó cũng giống nhau. Nhưng mà ăn mặc nó lại khác nhau. Khác nhau là thế này này, bà nói về Hòa Bình thì người ta mặc váy thì người ta kéo lên, người ta mặc cái áo người ta chùm xuống, còn khăn chít đầu của các bạn Hòa Bình thì nó khác. Còn riêng như các bà với các em ở Thanh Hóa này nó vẫn khác. Thì là các bà Thanh Hóa này, cháu xem này, mặc hai bên là có cái khăn là để cho cái này này, cái này là người ta cái áo thì đùm vào trong. Khăn đầu của các bà của Thanh Hóa chít nó vẫn khác của các bạn Hòa Bình. Cho nên là bà thấy, cháu thấy có khác không? Theo như cháu thấy khác cho nên là cháu mới hỏi bà, bởi vì là ở đây thì như Hòa Bình thì cái cặp váy này thì thường thường Hòa Bình là để thấp thế này thôi, nhưng mà hôm nay cháu về Thanh Hóa lần này là lần đầu tiên, nhưng mà trên ngực này và cho cái áo cánh của người Mường Hòa Bình thì nó lại để dài xuống như này, mà cháu lại thấy Thanh Hóa lại cặp váy lại phủ hết cái áo đi, cho nên là cháu thấy rất là nhiều cái sự khác nhau giữa là cái Mường của Thanh Hóa và Mường Hòa Bình nhỉ. Còn bà có thể là chia sẻ những cái mà đồ trang sức ở trên người của bà này cho kênh của cháu biết được không ạ? Bởi vì là cái Mường Thanh Hóa với Hòa Bình nó khác nhau là khác thế này này, bởi vì là dân tộc Thanh Hóa với dân tộc Hòa Bình, tất nhiên hai cái dân tộc đấy là khác nhau. Còn Mường Thanh Hóa của bà nhá, trên đây là cái váy, còn cái này là cái khăn, còn cái này là cái dây thắt lưng của các bà dân tộc Mường trong Thanh Hóa, còn cái này là cái trang sức của các bà là treo ở cái này để trang sức mặc váy của người Mường. Người Mường của các bà mặc váy trang sức là nó có đầy đủ hết. Vâng, đấy là trang sức của người Mường. Bởi vì là cái thứ nữa thì cháu cũng thấy hơi khác so với là trang phục Mường của Hòa Bình, bởi vì là ở Hòa Bình thì cái dây mà để thắt lưng này thì ở Hòa Bình chỉ có một màu, mà hôm nay thì cháu về đây thì cháu thấy trên người của bà cũng như là các em đây thì lại có rất là nhiều màu khác nhau. Cái đấy bà có thể chia sẻ cho kênh Lệ Thơ được biết được không? Thì ở Thanh Hóa với Hòa Bình thì Hòa Bình nó có một thứ thôi, nhưng mà riêng Thanh Hóa của các cô thì người thích thắt cái khăn đỏ, người thích khăn xanh, đấy là theo ý thích của người. Cái đấy nó có ý nghĩa hay là nó có phân loại phân cái gì theo cái như ngày xưa, như lang như ộng ngày xưa nó có phân là ví dụ như cái dây lưng màu này màu kia, màu xanh màu đỏ màu trắng màu tím màu vàng, thì nó có phân cái loại là người giàu người nghèo gì không ạ? Bà có thể chia sẻ không? Không, cái đấy thì nó không phân là người giàu người nghèo. Thì bây giờ từ ngày xưa đến giờ thì người giàu cũng thế, người nghèo cũng thế, ai biết mặc váy, nhưng mà có cái là cái khăn thì người thích mặc thắt cái khăn đỏ, người khăn trắng, người khăn tím. Đấy là nó cũng không phân biệt là giàu với nghèo ấy, cũng bằng như nhau hết. Có nghĩa là cái đấy là do cái ý thích của từng người đấy, không phải là mình theo những cái trang phục nó khác màu đi là nó phân loại ra là cái này là bậc trên bậc dưới, cái đấy là không có phải không ạ? Không có đâu.
Còn như cái vòng cổ hoặc là cái hoa tai, tất cả những cái đồ mà trang trí ở trên người như em bé kia là có những cái nanh cái vuốt gì này thì là cái đấy là trang phục này hết ạ. Vâng, theo hết. Vâng. Cái vòng cổ này đấy cũng theo hết cái bộ mặc vẫy của người Mường đấy. Vâng. Nhưng mà có người thích đeo vòng cổ, người thích đeo vòng tay. Vâng. Đấy, đấy là cũng người Mường là như thế đấy, là có vòng cổ này, vòng tay này. Nhưng mà có người là không thích đeo là không đeo. Vâng. Thế. Vâng. À, cho cháu hỏi một câu nữa. Thế là ví dụ như bà hôm nay về hát tiếng Mường ở đây thì các cháu các em này thì cũng về hát tiếng Mường ở đây, thế là hôm nay là hát tiếng Mường ở Thanh Hóa này, ví dụ như cái câu hát để mà lưu giữ lại cho cái đời sau này, không biết là các em này đã có bà đã trao đổi và trao dồi cái kinh nghiệm cho các em là hát được chưa? Và các em có thể hát biết được không? Em. Các bà thì bây giờ các cháu nó mới lớn lên, nhưng mà cái phong tục của người Mường thì như các bà cũng học hỏi ông cha để lại rồi, thì các bà bây giờ cũng phải truyền cho các cháu. Thì chắc chắn là lúc nãy bà hát cho các cháu hát thì các cháu phải đam mê. Vậy. Thì cũng phải học hỏi, cũng phải hát mà cũng phải hát được. Mà không bây giờ mà các cháu nó để mất đi cái dân tộc Mường của Thanh Hóa, của hát Mường cháu ạ. Vâng. Thì bữa nãy thì cháu cũng thấy là bà là cũng chỉ dạy cho các em này, nhưng mà những cái điệu hát Mường của mỗi nơi nó mỗi khác nhau. Cháu ở Hòa Bình thì cháu thấy cái điệu hát của Hòa Bình của cháu thì nó lại khác một tí so với Thanh Hóa, mặc dù là cũng theo như bà có thể là chia sẻ hát để gửi lời chào đến kênh của cháu được không ạ? Vậy. Thế thì các cháu nhé. Cảm ơn cây chùa mà quay bình mưa hôm nay, như dùng cây mương quê thành đại. Vâng ạ. Các bạn ơi, vừa nãy là bà cũng gửi một lời chào bằng tiếng Mường, tức là hát và chào tất cả các bạn là khán giả của kênh Lệ Thơ, và cũng xin cảm ơn bà rất là nhiều, và cảm ơn tất cả các em hôm nay cũng về đây để cùng chia sẻ. Cảm ơn bà nhé, bà đã chia sẻ cái bà cảm ơn cháu Lệ Thơ với lại tất cả các cháu trong ban nhé. Vâng. Thì chúc các cháu luôn luôn mạnh khỏe. Vâng. Thì hẹn gặp lại các cháu gần đây nhé. Vâng. Cảm ơn bà, cảm ơn các em nhé. Thank you.
các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Lệ Thơ để theo dõi rất là nhiều những cái video rất là đặc sắc, rất là hay của văn hóa ẩm thực của người Mường nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.